Kể từ sau khi bị tiêu hủy 70 con lợn vào đầu tháng 8, gia đình anh Châu Văn Để, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đối mặt với nhiều khó khăn bởi vừa mất vốn, vừa phải lo trả nợ nần. Mấy hôm nay nghe giá lợn hơi trên địa bàn thành phố dậm dịch tăng, nhưng anh Để cũng không mặn mà với việc tái đàn. Cái nghĩ cái đường heo này giờ là nuôi lại là không được, tại vì vaccine không có, mình nuôi là không được đâu. Mình nuôi vô mình đầu tư là mình sẽ bị lỗ nặng nữa, càng ngày càng lỗ. Còn tại huyện Thống Nhất của thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai, gia đình anh Trần Quốc Khánh cũng chưa có ý định tăng đàn, ngay cả khi tổng đàn hiện đã giảm 70%. Với tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp hiện nay, việc giá lợn đang tăng và sẽ tăng mạnh vào dịp cuối năm là điều có thể dự đoán được. Nhưng anh Khánh và hàng ngàn hộ chăn nuôi tại Đồng Nai chưa có ý định tăng đàn, cố giữ cho đàn không bị dịch bệnh đã là may mắn. Hiện tại giờ mình đang là cố gắng để mà giữ đàn được thôi, để lấy cái gốc để mình phát triển thôi, chứ còn hiện tại bây giờ quá nguy hiểm đi, làm gì tăng đàn mang heo vào lúc này dịch bệnh rất là nguy hiểm nên mình không có ý định mang vào. Tại Đồng Nai, chỉ sau 3 tháng, dịch tả lợn châu Phi đã tấn công vào 112 xã của toàn tỉnh, trên 220.000 con lợn bị tiêu hủy và số lượng đang tiếp tục tăng lên. Công tác xử lý sát trùng tiêu độc, khoanh vùng dập dịch gặp nhiều khó khăn, nhất là trong mùa mưa. Do đó, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh của tỉnh khuyến cáo nông dân không nên vội vã tái đàn khi chưa an toàn. Những cái nông hộ, trang trại nào mà có thể thực hiện được cái giải pháp an toàn sinh học để đảm bảo cái tình hình dịch bệnh thì mới tái đàn. Còn những cái trang trại nông hộ nào không làm được việc đó thì không nên tái đàn trong tình hình hiện nay. Bởi vì chúng ta biết rằng hiện nay đó là nếu mà chúng ta tiếp tục tái đàn trong cái điều kiện mà mầm bệnh chúng ta chưa kiểm soát được, các nhân tố trung gian truyền bệnh chúng ta chưa kiểm soát được thì dịch bệnh dứt phát nó sẽ nổ ra nữa và thiệt hại nó sẽ lớn hơn nữa. Sau 3 ngày an toàn sinh học được đánh giá thì chỉ nuôi thí điểm 10% kiểm tra đánh giá. Thế và cái việc nuôi trở lại thì cũng đã có sự chuẩn bị, nhưng phải đảm bảo an toàn sinh học một cách cơ bản nhất mới triển khai. Theo dự báo, dịp Tết Nguyên đán nước ta có thể thiếu hụt 500.000 tấn thịt, tương đương 20% tổng nhu cầu thịt lợn của người dân. Tuy nhiên, các bộ ngành cũng đã lên phương án chuẩn bị các nguồn hàng bổ sung thay thế cho phần thịt lợn có thể thiếu vào cao điểm cuối năm, nên tình hình nguồn cung thực phẩm sẽ không khan hiếm hay bị sốt giá. Ngoài ra, ngành nông nghiệp cũng đang tính toán các phương án để người nuôi lợn có thể chuyển đổi sang một số công việc khác, vẫn đảm bảo sinh kế trong khi chưa tái đàn vì dịch bệnh.